Chào mừng quý vị trở lại với bản tin dự báo giá vàng và Bitcoin của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính. Các chuyên gia phố Wang và nhà đầu tư phố Chính rất lạc quan về khả năng tăng giá vàng, trong khi các nhà phân tích tiền điện tử chia rẽ về xu hướng giá Bitcoin trong tuần này. Tuần này, 19 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kiko News với phần lớn thấy giá cả đi ngang hoặc tiềm năng tăng giá. 9 chuyên gia dự kiến giá vàng sẽ tăng, 8 dự đoán giá đi ngang và chỉ 2 tin rằng giá vàng sẽ giảm. Adrian Jay, chủ tịch của Adrian Jay Asset Management, dự báo tích cực về giá vàng tuần này, cho rằng đà tăng giá của vàng hiện tại khó có thể bị ngăn cản. Colin Sierinci, trưởng nhóm chiến lược thị trường tại Sewell Management, cũng lạc quan về vàng, tin rằng một đợt tăng giá mới có thể đã bắt đầu. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com, cho biết ông sẽ vẫn lạc quan vào tuần này vì không có lý do gì để nghĩ rằng đà tăng của vàng sẽ thay đổi. Chiều ngược lại, Mark Leibovitz và Forward Rarara dự đoán giá vàng sẽ giảm, nhưng Forward Rarara vẫn lạc quan về giá vàng dài hạn. Rarara cảnh báo cần cảnh giác với các tín hiệu chốt lời và đảo chiều ngắn hạn do các chỉ báo đang chỉ ra tình trạng mua quá mức. Alex Kupsiket, chuyên gia phân tích tại Fedro, cho biết vàng đã thuyết phục những người hoài nghi cuối cùng và sự sụt giảm lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã làm tăng sự quan tâm đến vàng. Silux, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Wang Trading, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn nhưng cảnh báo không có gì tăng mãi mãi. Các nhà phân tích tại CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài trong thời gian tới. Mark Chandler, tổng giám đốc tại Banokun Global Forex, cho rằng kim loại quý có xu hướng đi ngang trong tuần này và giá vàng có thể yên tĩnh hơn khi nhà đầu tư chốt lời. Chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco dự đoán giá vàng sẽ bấp bênh và đi ngang ở sau nhiều tuần dự báo tăng giá. Bitcoin đã thể hiện tích cực sau khi sụt giảm mạnh vào nửa đầu tháng 9 và bắt đầu tăng trưởng khi Fed giảm lãi suất cơ bản 50 điểm. Một số nhà phân tích dự đoán đợt tăng này qua các chỉ báo kỹ thuật. Ali Martinez cảnh báo nhà đầu tư cân nhắc chốt lời do khả năng điều chỉnh giá sắp tới. Bitcoin gặp khó khăn trong đầu tháng nhưng giữa tuần bật tăng mạnh, đạt đỉnh 63.830 đô la Mỹ, tăng hơn 20,7% so với mức thấp 52.827 đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 9. Martinez cảnh báo rằng chỉ báo TD Sequentia đang dự đoán khả năng điều chỉnh giá quanh mức 63.700 đô la Mỹ. Bitcoin có thể điều chỉnh về 40.000 đô la Mỹ nếu không vượt qua được ngưỡng này. Thị trường hiện có yếu tố tích cực như quỹ ETP Bitcoin giao ngay, giúp ngăn chặn đợt điều chỉnh mạnh. Tháng 9 với sắc xanh có thể mở đường cho một October đầy hứa hẹn. James Van Seten kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tăng và cho rằng sự khác biệt giữa giá và hash rate có thể báo hiệu một đợt tăng giá sắp tới. Van Seten lưu ý rằng những khác biệt này chỉ ra sự phục hồi của thị trường, với Bitcoin thường tăng giá sau khi bắt kịp hash rate. Bitcoin đã tăng từ mức đáy 54.000 đô la Mỹ vào ngày 6 tháng 9 lên gần 63.000 đô la Mỹ, tương đương 15%. Sự gia tăng hash rate bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài đến đầu tháng 9. Các công ty khai thác niêm yết công khai hiện nắm giữ khoảng 23% thị phần sản xuất Bitcoin. Mặc dù tháng 9 thường là tháng giảm giá cho Bitcoin, nhưng giá đã tăng 7%, vượt kỳ vọng. Xu hướng này cho thấy giá Bitcoin có thể sắp bắt kịp hash rate. Điều chỉnh độ khó khai thác Bitcoin vào ngày 25 tháng 9, dự đoán giảm 5%, có thể hỗ trợ lý thuyết này. Tuy nhiên, các yếu tố bên ngoài như quyết định lãi suất có thể ảnh hưởng đến biến động giá tiếp theo. Đó là những dự báo cho tuần này. Chúc quý vị một tuần đầu tư hiệu quả, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.